Vâng, cảm ơn các chị. Và cái lợi ích của đồ thờ, đồ phong thủy để giúp bạn bình an. Đồ gia dụng bằng sứ sạch thì giúp gia đình bạn khỏe mạnh. Và quà tặng để gia tăng mối quan hệ chất lượng giúp công ty bạn thịnh vượng hơn. Vâng, xin Hello. cảm ơn MC và xin chào các chị đã có mặt trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Tôi là Đỗ Văn Tam, CEO của gốm sứ Tam Hợp. Tôi đưa sản phẩm đến với mỗi người dân Việt Nam với phương châm người Việt dùng hàng Việt. À, sản phẩm dịch vụ của chúng tôi bao gồm là đồ thờ, phong thủy, đồ gia dụng, quà tặng doanh nghiệp. Dịch vụ của chúng tôi là có đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, tận tâm, phục vụ quý đối tác trên toàn quốc. À, đối tượng mà chúng tôi muốn kết nối đó là các đại lý bán đồ thờ phong thủy, đại lý bán đồ gia dụng, đại lý công ty làm quà tặng và những người khởi nghiệp kinh doanh gốm sứ. Cho tôi hỏi là bao nhiêu trong số chị trong phòng Zoom này đang có mối quan hệ như trên thì hãy comment phím số 5 cho tôi đi ạ. Vâng, cảm ơn các chị. Và cái lợi ích của đồ thờ, đồ phong thủy để giúp bạn bình an. Đồ gia dụng bằng sứ sạch thì giúp gia đình bạn khỏe mạnh và quà tặng để gia tăng mối quan hệ chất lượng giúp công ty bạn thịnh vượng hơn. Và đây là cái sản phẩm đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với chị em, đó là cái vật thu hút tài lộc đem lại vận may cho gia chủ. Giá bán là 800k và giá hôm nay là 568k. Quà tặng là một chiếc cốc sứ sạch như hình đấy, in tên của Bina Rainbow. Và đặc biệt khi mà anh chị hoặc là ai đó giới thiệu mua 10 con thì sẽ được tặng một con. Chương trình này chỉ dành cho 20 người chuyển tiền cọc ngay trong ngày hôm nay sớm nhất. Và bao nhiêu trong số anh chị mong muốn được mình cũng có vận may và có tài lộc thì hãy comment cho tôi phím 1 đi ạ. Rồi, cảm ơn các chị. Và đây là sản phẩm thứ hai mà tôi muốn giới thiệu, đó là bộ trà combo 23 sản phẩm để giúp gia tăng lợi ích cho gia chủ và tăng mối quan hệ chất lượng, kết nối yêu thương, đặc biệt là tiết kiệm thời gian và chi phí. Bởi vì với sản phẩm 10 chén này, ngay cả khi mà chúng ta dùng không may nó cũng bể hư mất một hai thậm chí là ba chiếc, bốn chiếc thì chúng ta vẫn có thể dùng được mà chúng ta không phải thay thế bỏ đi, cũng không thể không phải đi tìm mua. Ngay cả khi mà nó lâu năm rồi nó không còn cái model này nữa chúng ta vẫn dùng được. Và giá bán thông thường đó là 3 triệu 3 và giá hôm nay là 3 triệu 0.8k và quà tặng là một đôi cốc sứ sạch như hình ạ. Và đặc biệt là khi mà anh chị đặt 5 bộ trở lên thì giá chỉ còn 2 triệu 898k và chương trình này chỉ dành cho 5 người chuyển khoản đặt cọc sớm nhất với là 500k. Và bao nhiêu trong số chị muốn có mối quan hệ chất lượng, muốn gia tăng thêm mối quan hệ chất lượng thì hãy comment cho tôi phím 2 đi ạ. Vâng, cảm ơn các chị. Và đây là bộ sản phẩm bộ thờ vẽ vàng dành riêng cho doanh nhân. Có thể nói đây là một cái bộ dành trước kia thì dành cho nhà quý tộc. Tuy nhiên thì ngay các chị cũng có thể sở hữu bộ này. Bộ này thì nó sẽ là bộ nó thể hiện được cái lòng thành kính với gia tiên, giúp cho gia chủ làm ăn phát tài, phát lộc và sự nghiệp tăng tiến. Gia đình thì luôn hạnh phúc và bình an. Với bộ sản phẩm vẽ vàng 24K full như thế này đang giá bán là 255 triệu và giá ngày hôm nay là 239 triệu, tặng thêm bộ bát đĩa dành cho nhà bếp. Chương trình này tôi dành cho hai người đặt cọc chuyển tiền sớm nhất ngày hôm nay là 2 triệu đồng. Cho tôi hỏi bao nhiêu số chị muốn được chúng có được gia đình hạnh phúc bình an thì hãy comment phía 3 đi ạ. Vâng, cảm ơn các chị. Và tôi vô cùng biết ơn anh giám đốc Nguyễn Nắng đã trải nghiệm cả ba sản phẩm này rồi. Anh Nguyễn Bùi Hà, anh Thụy, chị Tâm và một số anh chị có thể là có, tôi không thể kể hết ra đây, đó là tổng 69 anh chị trong chapter này và khoảng 50 anh chị ở ngoài chapter khác trong cộng đồng đã trải nghiệm sản phẩm chúng tôi. Và nếu như anh chị là người đang quan tâm đến gia đình mình để có được cái sản phẩm tuyệt vời hơn bảo vệ gia đình mình thì anh chị có thể quét Zalo vào nhóm này để tôi có team phục vụ và chăm sóc giúp đỡ các anh chị trả lời các câu hỏi của anh chị để làm sao mà lan tỏa được cái giá trị tuyệt vời này. Nó không phải là
chỉ là một cái việc chúng ta mua bán với nhau, mà đó là cái việc chúng ta trao giao giá trị về những cái văn hóa của gốm sứ mang lại. Và đây là cái mã QRA nhóm Zalo và cái mã tài khoản ngân hàng của tôi, để chị là người đầu tiên hành động. Và hành động hôm nay thì cái kết quả của ngày mai. Và tôi muốn giúp đỡ anh chị, và chúng tôi đang ở đây ở trong nhóm Zalo này, có cả team của tôi. Và bài chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn anh chị, và tôi muốn lắng nghe câu hỏi của anh chị. Tôi muốn lắng nghe hai câu hỏi nhanh nhất của anh chị ạ. Và nếu các anh chị khác thấy bài chia sẻ tôi hữu ích thì hãy comment cho tôi phím số 8 đi ạ. Vâng, tuyệt vời quá. Xin mời khách mời ạ. Xin mời khách mời Phạm Hoàng Thủy đấy. Rồi, vâng, xin cảm ơn anh Tam. Trước tiên xin cảm ơn tất cả anh chị em và mọi người ạ. Rất cảm ơn anh Tam đã chia sẻ cái giá trị về gốm sứ ạ. Về sau cái buổi chia sẻ đây, em sẽ kết nối cho anh Tám với chị Thái Trang, giám đốc đào tạo hỗ trợ cho vùng Thanh Nghệ Tình ạ. À, cũng đại lý để phân phối đồ thờ gốm sứ rất là thích hợp với anh ạ. Và em nghĩ những cái đồ linh thiêng về giá tiền và của ông bà rất là hữu ích ạ. Rất vui được kết nối cùng hỗ trợ cùng anh ạ. Vâng, cảm ơn anh khách mời, và anh để lại thông tin trên ô chat để chúng tôi có được cái thông tin của anh. Và rất biết ơn anh là người đến với buổi họp, lại đem referral, đem mối quan hệ đến. Xin cảm ơn anh ạ. Vâng, xin mời chị khách mời tiếp theo, đó là chị Hải Yến đi ạ. Xin cảm ơn bài chia sẻ của anh Tam nhé. Thì chị cũng mới nhận một cái căn nhà, và chị thì rất thích đồ gốm sứ, nên chị sẽ kết nối với em để em chia sẻ tư vấn cho chị xem là dùng những cái gì cho nó phù hợp với phong cách của chị. Chị sẽ kết nối với em. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chúc ngày sau cái buổi họp này nhé. Cảm ơn em. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Vâng. À, thông thường thì sẽ có hai câu hỏi, nhưng mà tôi tên là Tam, tôi có thể xin một câu hỏi nữa của chị Thùy Dương. Tam là ba. Vâng, xin mời chị Thùy Dương ạ. Tôi sẽ trả lời nhanh. Xin chào anh Tam và xin chào các anh chị. Cảm ơn sự chia sẻ của tất cả các anh chị. Và thật sự là một gọi là cái trong tiềm thức của tôi, tuần vừa rồi thì cuối tuần vừa rồi thì gia đình tôi cũng đang băn khoăn không biết là đi chọn đồ gốm sứ ở đâu để cho nên cái căn nhà mới. Và hôm nay thì cũng là được vào trong Rainbow và lại được gặp anh Tam chia sẻ, thì tôi cũng vừa mới quét Zalo và chắc chắn rằng là tôi sẽ trao ghép cho anh Tam. Vâng, xin cảm ơn các anh chị. Vâng, cảm ơn chị khách mời Thủy Dương. Và các chị thấy tuyệt vời không ạ? Và trong chúng ta đây hãy là bài 5 phút để có được những referral chất lượng, và chúng ta có mối quan hệ vô cùng tuyệt vời như thế này. Vâng, cảm ơn các chị ạ.